thơ hồn nhiên như ánh sao trời, trả lại ngày bình yên nơi tôi biết ước mơ. Trả cho tôi lại nơi có dịu sang ánh mắt của mẹ, trả tháng ngày đoàn viên nơi tôi biết mình còn được thương yêu. Khi ánh sáng đã tàn rồi, ai sẽ thiết tha nụ cười trả cho đời cơn đau trong tôi mỗi đêm. Những âm thanh vang trong đầu, tiếng thét của mẹ tôi là nỗi đau tôi phải mang theo suốt cuộc đời. Những xót xa, những hận thù chẳng biết đi về đâu, và tôi sống trong bóng đêm. Rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ, thắp lên lại niềm vui trong tôi, thắp ước mơ và tương lai. Một ngày mai người bên tôi tái sinh cuộc đời, cơn ác mộng từ đây trong tôi đã. Nè Trinh, vô thay đồ đẹp đi, còn ra thổi nến nữa. Dạ con biết rồi mẹ. Triết, con không có quậy nha, con mà quậy nữa là mẹ đánh đòn con đó. Dạ. Con đó nha, mà lành thiệt. Hai mẹ con hạnh phúc quá ha. Mấy chú, thằng Kiều Bảnh đâu? Tao nghe nói là nó về đây. Mẹ con mày giấu nó ở đâu? Mẹ con mày không chỉ trốn trốn của nó, tao rút cho này đó. Sao lại hư vô đúng lúc này chứ? Sinh nhật của con hả? Hạnh phúc quá ha. Ngon. Ông là người xấu, sao ăn bánh kem của chị tôi? Nói cái gì? Nè, chú làm gì vậy? Tôi la làng lên đó. Mày! Mẹ ơi, mẹ! Giết hết tụi mày! Mày luôn à? Ông là người xấu. Nói là xấu. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. 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 Đứng lên. Mấy chú làm gì hả? Buông con ra. Nó đâu? Buông con ra đi mẹ. Anh đâu? Con tôi, thả con tôi ra, thả con tôi ra, thả con tôi ra.
Buông ra. Mẹ ơi. Mày im. Mẹ. Nó đâu có mẹ. Ra cho mẹ con. Con ơi. Buông ra. Đừng có mẹ con ra đi chứ. Nó đâu. Buông ra đi mẹ. Bây giờ tao hỏi mày, có chị chỗ nó trốn không? Hả? Tôi không biết. Tôi không biết. Đừng mẹ. Tôi phải chết. Biết rồi mày chết. Sao hả? Cho mẹ con hả? Thả con mẹ ra. Được. Để chú vui vẻ cho mẹ con đã. Thả ra đi. Con xin chú mà. Thả con tôi ra. Mẹ ra đi mà. Giữ nó lại. Thả tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông mẹ tôi ra đây mà. Giữ nó lại. Chú á đã được vui vẻ với mẹ con rồi. Mẹ, mẹ tôi ra. Tao sẽ sống chết với tụi bay. Mẹ, buông tao ra. Mẹ tôi ra. Khốn nạn, thả con tao ra. Em giết tao. Mày không hả? Cho nó chết. Mày khùng quá. Trả mày lại cho tôi. Trả mày lại cho tôi. Không trả mày tôi lại cho tôi. Trả mày lại. Trả mày lại. Trả mày lại cho tôi. Không trả mày tôi lại cho tôi. Trả mày lại cho tôi. Trả mày lại cho tôi đi mà. Trả mày lại cho con nè. Các anh đã bị bao dây, bao nhiêu khí xuống đầu hàng. Các anh đã bị bao dây, bao nhiêu khí xuống đầu hàng. Các anh ở đầu hàng đi. Nhanh lên. Không được chạy. Cứ lại. Chị Bích. Chị Bích ơi. Mày là tụi mình chạy kịp, nếu không là bị tóm cả lũ rồi. Khoan đã, nếu thực sự có công an á, làm sao dễ dàng thoát vậy? Đúng rồi đó, sao không thấy bốn công an nào dưới theo mình vậy? Nhất định là thằng Kỳ Bảnh nó chơi mình rồi. Mẹ đó, như vậy là tụi mình bị thằng Kỳ Bảnh nó lừa rồi. Vậy là nó rồi đó. Nhất định là nó, chứ không ai khác hết. Bây giờ quay lại nhà Trung Đông, tao mà bắt nó, tao bấm nó thành trăm ảnh. Đi, 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 đi.
Theo chú, nhanh lên, nhanh lên. Theo chú lại lên. Chú Hải không ra. Chị, Hải không ra. Đến đi con. Không. Đi. Chú Hải không ra đây. Nhanh lên. Mẹ nó, hai đứa con nít không có ở đây, vậy là nó dắt đi rồi. Nó mới vừa chạy đi thôi à, dí theo mau đi. Giờ đi đâu tìm nó đây? Bây giờ mình vào khu vực rừng, thế nào tụi nó cũng tìm cách vượt biên để tránh sự truy đuổi của tụi mình. Vào đó tìm đi. 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 Nó chết, nó quên đôi giày. Hai đứa, hai đứa phải nghe lời chú. Chạy thật nhanh, không thôi tụi nó giết chết, hiểu chưa? Linh, Linh ơi, Linh. Nhanh nữa các con. Nó chưa chạy xa được đâu, chỉ lên quanh đâu đây thôi. Mau, nhìn lên. Đi. Trinh, Trinh, còn có sao không? Hả? Trinh! Trinh! Con kia! Đi hướng này! Nhìn lên! Nó chạy hướng này nè! Đuổi theo! Chắc là nó chạy vô rừng sâu rồi. Giờ phải làm sao đây? Hay là bây giờ mình về nhà trung trâu đi. Mình cũng phải tìm số vàng mà nó đang cất giữ nữa. Tao thấy ý này được đó. Nó không trốn hoài được đâu. Số vàng mới là quan trọng nhất. Rồi mình giết nó sau. Đi thôi. Ừ, đi, đi, đi.
Triết ơi, em đâu rồi Triết? Triết ơi, không tìm được gì hết anh Hải ơi. Mẹ đó, rốt cuộc là nó giấu ở đâu? Đại ca nói á, thằng Trung Râu á giấu trong nhà đó thôi. Mà mình tìm từ nãy giờ rồi có thấy gì đâu. Anh Hải, hay là mình tìm cuốc sẻng đào cái nền nhà này lên đi. Mày bị điên hả? Biết nó chôn vậy ở đâu mà đào? Bây giờ lo phi tay cái xác này đi, nếu không công an mà vô nó bắt cả lũ. Đúng rồi, làm đi. Ok anh Hải. Đúng rồi, làm đi. Ta lên, bị bắt, bị bắt. Ta đây. Đi đi. Đi. Đi lên. Đi. Đi. Triết, Triết, Triết à, con sao vậy? Triết, con có sao không? Con khát nước quá. Con nằm đây ngửi đỡ đi. Con nằm chờ chú kia chút xíu nha. Từ từ thôi. Sao rồi? Con thấy đỡ khác chưa? Chú, chị hai con đâu rồi chú? Chị hai con đang ở đâu vậy chú? Triết à, con ngoan nha. Khi nào con khỏe lại, chú Kỳ sẽ dẫn con đi tìm chị hai con nha. Mình đi luôn bây giờ được không chú? Không được. Đi mà chú. Không được mà, bây giờ con không khỏe làm sao mà đi. Nè Triết nè, khi nào con khỏe lại, con và chú Kỳ đi tìm chị hai con nha. Anh chị hãy che chở cho bé Trinh. Con bé đang lạc trong rừng sâu, em không biết ra sao nữa. Em xin lỗi anh chị vì để thất lạc bé Trinh.
chỉ bị bệnh do lao tâm quá nhiều, dẫn đến máu huyết không lưu thông tốt, ăn ngủ không điều độ. Đây, có mấy thang thuốc này, chỉ cầm mấy thang thuốc này về sắc uống, bệnh tình sẽ được thuyên giảm. Và hôm nữa chị trở lại đây, tôi bắt mạch lại nha. Dạ cảm ơn thầy, nhưng mà tôi... Không sao đâu chị, tôi không nhận tiền chị đâu. Nhưng... có đáng là bao, chị cứ cầm lấy. Chủ yếu là chị hết bệnh, có sức khỏe để chăm lo hạnh phúc gia đình mình nữa chứ. Dạ cảm ơn thầy. Dạ. Mời chị. Dạ. À, thằng Sáu đâu rồi bà? Thằng Sáu nó vô rừng hái thuốc rồi. Có chuyện gì không ông? À, không thấy nó nên tôi hỏi vậy mà. Dạ. Thôi tôi vô trong bốc thuốc tiếp nha. Chúc mừng chị, bệnh tình của chị đến hôm nay đã thuyên giảm nhiều rồi. Dạ. Chị cầm lấy mấy thang thuốc này, tôi nghĩ là bệnh tình của chị sẽ hết đó. Cảm ơn thầy nhiều, tôi sắp hết bệnh rồi. Dạ. Chào thầy. Dậy đi. Nè. Tỉnh dậy, có sao không? Nè. Tỉnh dậy. Thầy ơi thầy. Cứu người thầy ơi. Thầy ơi. Cứu người nè. Gì vậy con? Cứu người. Thầy. Con ai vậy? Nè thầy. Có chuyện gì vậy con? Con bé này là ai trời vậy? Dạ, con thấy bé này nằm bất tỉnh dưới chân núi khi con đang hái thuốc á, cho nên là con đem về đây luôn. Chuẩn bị kim châm cho thầy. Dạ. Lẹ lên đi con. Lẹ lên ông ơi. Sao rồi ông? Tình trạng sức khỏe của con bé đã dần ổn định. Cũng may là phát hiện sớm và chữa trị kịp thời. Chứ nếu không thì... Tại sao một con bé xinh đẹp như vậy, không biết nó đi đâu mà lại bị té ngoài bờ vực như vậy?
đâu vậy? Trình ơi, Trình! Trình ơi! Trình! Còn ở đâu vậy? Trình ơi, Trình! Còn ở đâu vậy, Trình? Khỏe à? Ráng ngủ đi. Trinh ơi!
Con ở đâu vậy? Triết ơi! Triết ơi! Triết ơi Triết! Triết ơi! Triết! Triết nhiều bay cao quá hả? Em có thích không? Đẹp quá ha. Dạ em thích lắm đó. Ê, con nhiều của em á còn bay cao hơn con nhiều của An Hạ nữa. Đẹp quá ha. Đẹp quá hả? Em có sao không? Xin lỗi nha. Không biết đâu, bắt đền đi, con vừa bay mất tiêu rồi kìa. Xin lỗi mà, mình không có cố ý mà. Thôi, để anh đền cho. Ủa, mà sao em chạy dữ vậy? Tại em. Ôi da. Người đâu mà bẩn thỉu, nhìn thấy ghê. An Hạ, sao em làm gì kỳ vậy? Tự nhiên số bạn à? An Hạ, em đúng thật là quá đáng mà. Em đợi đó, chị về chị mét cô An Duyên để cô đánh đòn em nè. Coi sau này em còn dám vậy nữa không? Chị mét đi, em không có sợ đâu. Leo leo leo. Em. Mà em có sao không? Dạ không. Nhưng mà thôi, con trai không có nên chấp nhất con gái là mấy gì. Với lại, tính em xấu như vậy, mai mốt không có ai chơi đâu. Anh. Mà nhà em gần đây không? Dạ. Em có nhớ nhà mình ở đâu không? Vậy còn ba mẹ, anh chị em có nhớ không? Vậy em có đói bụng không? Nè, em ăn đi. Cẩn thận, cô chàng bị rớt á. Ăn từ từ thôi, coi chừng bị mắc nghẹn đó. Từ từ thôi em, coi chừng mắc nghẹn á. Ăn từ từ thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn em nhiều. Không có gì đâu. Thôi, ăn tiếp đi. Bình tĩnh đi. Làm sao tôi ra? Em bình tĩnh đi. Anh không phải là người bà, xấu. Vô cổng của cô sao? Giơ lưng. Em. Làm sao tôi ra? Đừng có vậy mà. Nè. Có chuyện gì vậy con? Có chuyện gì vậy? Nè nè nè. Cô nè. Cô nè. Bình tĩnh đi con. Bình tĩnh đi. Có cô nè. Chuyện gì vậy cô? Bình tĩnh đi con. Con không biết. Bình tĩnh đi con. Có cô nè. Bình tĩnh nha con. Con đừng có sợ. Bình tĩnh nha con. Bình tĩnh. Đi đi. Đi đi. Thôi đi ra ngoài. Bình tĩnh đi con. Bình tĩnh nha. Tên của con là gì? Dạ, tên là Triết. Bác nghe An Khánh nói con không nhớ nhà của mình ở đâu. Vậy còn ba mẹ con
con có nhớ tên của họ không? Rồi còn anh chị của con nữa, gồm có những ai? Ba mẹ con. Mẹ ơi, tỉnh dậy mà mẹ. Mẹ ơi, tỉnh dậy đi mà. Mọi người cứ bỏ con mà. Đừng có bỏ con. Đừng có bỏ con mà. Anh Trí ơi, anh đừng có khóc nữa mà. Con trai gì mà mất ước. Người gì mà dơ bẩn quá đi. Hả? An Hạ, con không được nói như vậy. Ai dạy con cái tính coi thường bạn bè qua bề ngoài như vậy? Con mà còn một lần nữa, con hay đánh đòn con đó nghe chưa? Thôi mà anh, đừng có rầy cháu nữa. Con đừng có buồn những lời nói của em An Hạ. Tạm thời hôm nay con cứ ở lại đây, rồi bác sẽ tìm giúp gia đình cho con. Cái gì cần nói thì tôi cũng đã nói rồi. Những gì cần biết thì các anh cũng đã biết rồi. Anh đã khai báo không thành thật. Chúng tôi muốn anh khai lại từ đầu. Từ đầu à? Đúng vậy. Chúng tôi đã điều tra và biết tất cả mọi việc, từ cái chết của ba kẻ cho đến việc cướp của giết người xảy ra trong thời gian gần đây, sự mất tích của Trung Râu và việc thảm sát gia đình của anh ta. Các anh lầm rồi. Tôi không có liên quan gì tới cái chết của gia đình Trung Râu hết. Về việc này, chúng tôi đang tiến hành hỏi cung một số người tham gia trực tiếp trong chuyện này. Mức độ phạm tội của anh như thế nào là do chính lời khai thành khẩn của anh ngày hôm nay. Nào, chúng ta bắt đầu. Mời anh. Em có lỗi với anh nhiều lắm. Khi chưa kịp trao thư, chị đã ra đi mãi mãi rồi. Em là một đứa em hèn nhát. Khi không bảo vệ được chị và hai cháu, không biết bây giờ hai đứa nhỏ sống chết ra sao nữa. Em xin thề sẽ dùng nửa phần đời còn lại của mình để tìm kiếm hai cháu. Anh nhanh chóng thôi. Anh Trí. An Hạ, tại sao em lại xô anh Trí chứ? Em không cần chơi chung với nó. Bây giờ bận ha, em không chơi chung với nó. Em xấu tính quá à. Ai thèm chơi với em chứ? Em không cần chơi với nó. Đó là anh Sáu. Nó được vợ chồng cô cứu được ở một vách núi khi đang hái thuốc. Lúc đó toàn thân của nó đầy máu, gương mặt thì bị giật nát. Có lẽ nó bị té từ trên cao xuống. Sao con lại ra đây ngồi một mình vậy? Khuya rồi ở ngoài lạnh lắm. Nhớ ba mẹ. Nhưng họ không thể ở bên con, cũng như con vậy. Chị hai con bị lạc trong rừng. Con muốn chị hai con gặp lại ba mẹ con. Mà sao con lại lạc ở trong rừng? Họ tới nhà con, họ giận quá, họ ác lắm, họ đánh mẹ